Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm vitamin E đỏ DV được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Viga. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về vitamin E đỏ DV cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của vitamin E đỏ DV Vitamin E 400 IU Tinh dầu hoa anh đào 200mg Tinh dầu thông đỏ 100mg Tinh dầu hướng dương 50mg Tinh dầu hạt lựu 50mg Tinh dầu hạt nho 50mg biotin 5 mcg dạng bào chế viên nang công dụng và chỉ định của vitamin e đỏ DV công dụng bổ sung vitamin e cho cơ thể hỗ trợ tăng khả năng chống oxy hóa giúp hạn chế lão hóa da giúp làm đẹp da và hỗ trợ móng tóc chắc khỏe chỉ định người có các biểu hiện da khô sạm da tóc khô sơ dễ gãy rụng người có nhu cầu chăm sóc và làm đẹp da móng tóc, người có nhu cầu bổ sung vitamin E. Cách dùng và liều dùng của vitamin E đỏ DV Cách dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Người lớn uống một viên trên lần trên ngày Chống chỉ định của vitamin E đỏ DV Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng vitamin E đỏ DV Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm vitamin E đỏ DV. Đồng thời biết cách sử dụng vitamin E đỏ DV sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham